có một lô cây thanh lý nè bạn. Mấy cây này nó sống sẵn rồi, mấy cây này lớn hơn 20 hoành. Nhưng mà khỉ. Có cây này nó hơi nhỏ. Mấy cây này sống sẵn, cây này mấy cây này về vô kẽm được luôn các bạn. Để cái tược vậy mình đóng thùng xốp cho bạn luôn. Lô 5 cây. Cây này đẹp nè. Cây này đẹp chứ cây này. Bán thanh lý bạn ơi. Cái này vô kém được rồi. Cái này vô kém được rồi. Cái này nó cũng hơi to, cái này vô kém ngon. Với cái này nè. Sống sẵn rồi bạn ơi, khỏi sợ chết nữa. Cái này mình nhổ ra cái mình bó bầu lại mình đóng thùng xốp cho bạn. Lô này 5 cây. Năm cây này mình bán 500k bao ship nha bạn. Tính ra cây có mấy chục ngàn bạn ơi. Cây này bự già đẹp luôn. Bự. Cây có mấy chục ngàn, cây khoảng 70 ngàn, 80 ngàn. Mấy cây này sống sẵn đâu. Năm cây 500k bao ship nha bạn. Lô 5 cây sống sẵn ra tược đó bạn, nhổ ra giữ lại cái bầu nguyên xi mình đóng thùng xốp gửi cho bạn, quấn quấn mấy cái tược lại giữ nguyên lại, hoặc là bấm tới đây cũng được, bấm đây bấm ngang ngang lại sống sẵn đó, tược dài mạnh mạnh cây rồi.